Hello bạn, thì hôm nay mình sẽ review hai món đồ ba mình tặng nhân dịp sinh nhật 11 tuổi của mình. Thì hai món đồ này mình sẽ cho bạn coi hai món đồ này nha bạn. Ok ok. Đây bạn ơi, đây là hai món đồ mà mình giới thiệu cho bạn. Hả? Một là cái máy chụp hình, hai là cái chân quay các bạn thấy không. Thì bây giờ mình sẽ test cái chức năng của nó cho bạn coi nha. Ok ok, thì bây giờ mình sẽ mở, sau đó là mình test cho bạn coi nha. Đây, mở lên bạn ơi. Hả? Ok, sau đó mình sẽ đây các bạn ơi, đây là cái màn hình chụp ảnh của nó bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chụp đại một bức hình cho bạn coi nha. Ok, thì mình quên nói các bạn ơi, đây ở dưới đây nó có một cái cây để có thể điều chỉnh được cái máy quay các bạn ơi, để mình điều chỉnh nha các bạn. Đấy, sau đó là mình sẽ chỉnh cho cái máy quay cái nó gọi là đây mình chụp về đi các bạn. Đây. Ok các bạn ơi, mình sẽ chụp nha các bạn. Thì các bạn bấm này nè các bạn. Đấy, sau đó mình sẽ lấy cái mình sẽ cho bạn coi cái bức hình nha bạn. Ok. À đây các bạn ơi. Ai. Nhưng mà mình lại không hiểu tại sao mà bây giờ là buổi sáng nhưng mà khi mà mình chụp cái cửa sổ nó thành buổi tối luôn các bạn ơi. Thì và mình sẽ lựa chọn những cái bức hình mà mình chụp. Ok, đây. Đấy, ok. Sau đó ok, mình chỉ có cái bức hình này thôi bạn. À, và nó và đây mình sẽ cho các bạn coi cái chân quay của nó nha. Đây 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 đây. Đó, các bạn thấy cái chân quay không? Nó rất là đã luôn đúng không? Đây, cái chân quay nó có thể nâng lên nâng xuống để điều chỉnh cái độ cao của cái chân quay luôn nha các bạn. Nhưng mà mình không có thể chỉnh được. Thì cái chân quay này mình cũng có thể để cái điện thoại lên luôn các bạn ơi. Nó cần một cái đầu gắn. Thì hiện tại bây giờ đây, mình cho bạn coi nè. Hiện tại bây giờ thì nó chưa có cái chân để cái đồ để giữ cái điện thoại. Tại vì cái đồ để giữ cái điện thoại nó nằm đây nè các bạn. Đây nè. Cái đồ để giữ điện thoại nó nằm đây nè các bạn. Này thì ok các bạn ơi, đó là hai món đồ mà mình được ba mình tặng nhân dịp gần tới sinh nhật 11 tuổi của mình nhé bạn. Thì bạn nào thích video của mình hãy nhấn cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình làm ra những video mới và khác cho bạn coi nha. Rồi mấy bye bạn, mình đi đây.